Xin chào các bạn, ở trong phân khúc laptop gaming 18 triệu đồng thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Và anh em cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là trong 18 triệu này chúng ta nên lựa chọn một chiếc laptop gaming như thế nào? Thì trong video này mình sẽ chọn ra hai mẫu máy theo mình là xuất sắc nhất trong tầm tiền là 18 triệu, là chiếc IdeaPad Gaming 3 và chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020. Và trong video này mình sẽ so sánh chi tiết những cái ưu và nhược điểm và để tìm ra đâu là chiếc máy phù hợp với những đối tượng nào. Và mình là Review và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và nếu anh em đang muốn tham khảo hai mẫu máy IdeaPad Gaming 3 và Acer Nitro 5 này thì mình sẽ để cái link sản phẩm ở dưới phần mô tả cùng mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới nhá. Và hãy cùng mình bắt đầu đi tìm hiểu hai mẫu máy này thôi, IdeaPad Gaming 3 và Acer Nitro 5. Đầu tiên thì mình muốn đề cập đến cái vấn đề mà nhiều anh em sẽ quan tâm nhất là về giá bán. Cấu hình của chiếc IdeaPad Gaming 3 và Acer Nitro 5 gần như có rất nhiều điểm tương đồng. Với hai chiếc máy này, chúng ta đều có Core i5 10300H, Canova GTX 1650, 8GB và SSD là 256GB. Nhưng cái điểm khác biệt duy nhất ở hai phiên bản laptop gaming này là chiếc máy IdeaPad Gaming 3 này có màn hình 120Hz và với chiếc Acer Nitro 5 thì chúng ta chỉ có màn hình 60Hz thôi. Và đây là sản phẩm sách tay, cả hai sản phẩm đều là sách tay, thế nên mình nghĩ là mức giá của hai sản phẩm này có thể gọi là tương đối tốt tại thời điểm hiện tại rồi. Nhưng nếu mà so với những cái trang bị mà chiếc IdeaPad Gaming 3 này cho chúng ta là màn hình 120Hz thì mình nghĩ với mức giá khoảng 18.890.000 thì mình nghĩ là cái mức giá của chiếc IdeaPad Gaming 3 này có điểm nhỉnh hơn một chút so với cả chiếc Acer Nitro 5. Nhưng mà mức giá thì phải phản ánh thêm rất là nhiều điều nữa. Đầu tiên là hệ thống tản nhiệt này, màn hình chất lượng của hai chiếc máy này ra sao, chất lượng thiện chiếc máy này như thế nào, bàn phím touchpad có tốt không, thì hãy cùng mình tìm hiểu những cái yếu tố tiếp theo nhé. Yếu tố tiếp theo mà mình muốn đề cập ở hai chiếc máy này là về vấn đề là hiệu năng và tản nhiệt của hai chiếc laptop này. Tất nhiên rồi, hai chiếc laptop gaming thì cái điểm này là điểm chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất vì nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chơi game mà. Tất nhiên chúng ta mua laptop gaming về chơi game là chủ yếu. Thì với chiếc IdeaPad Gaming 3 và Acer Nitro 5 này thì mình sẽ để hai máy ở chế độ hiệu năng cao nhất, cùng với đó là chạy trên cùng hai tựa game khác nhau là Final Fantasy 15 và Shadow Tomb Raider. Tất nhiên là với i5 1650 thì mình sẽ để setting ở mức vừa phải cho hai chiếc máy này chạy được tốt nhất. Thì ok, anh em hãy theo dõi hai bài benchmark sau đây để anh em có thể tự tìm ra đâu chiếc máy có hiệu năng tốt hơn hay là tản nhiệt tốt hơn nhé. Hãy cùng mình bắt đầu đi tìm hiểu thôi. You're good. You're good. You're good. And stop. Y'all take care.
Và qua hai bài benchmark ở trên thì chắc là anh em cũng đã mường tượng được đâu là chiếc máy mạnh hơn và đâu là chiếc máy mát hơn rồi đúng không? IdeaPad Gaming 3 có hiệu năng tương đối là tốt hơn hẳn so với cả chiếc Acer Nitro 5. Anh em có thể nhìn vào điểm số của hai chiếc máy này, khác nhau một trời một vực luôn. Ngoài ra thì với hiệu năng tốt hơn thì cái vấn đề tản nhiệt sẽ là vấn đề anh em quan tâm này. IdeaPad Gaming 3 có nhiệt độ CPU và cả đồ họa theo mình đánh giá là cao hơn so với chiếc Nitro 5 khoảng 8 đến 10 độ C. Còn chiếc Acer Nitro 5 thì mát hơn tương đối là nhiều. Về vấn đề hiệu năng ấy thì một điểm rất là nhỉnh cho chiếc IdeaPad Gaming 3. Nhưng về tản nhiệt thì mình nghĩ Acer Nitro 5 đã làm tốt hơn, tại vì chiếc máy này có hiệu năng mình nghĩ là chưa được bung một cách tối đa so với cả chiếc IdeaPad Gaming 3. Thế nên là với cái điểm tản nhiệt này thì mình vẫn dành cho chiếc IdeaPad là chiếc Acer Nitro 5 này một điểm. Và một điểm lưu ý nhỏ cho anh em là vấn đề tiếng quạt. Chiếc IdeaPad Gaming 3 này có tiếng quạt êm ái hơn, không to bằng với cả chiếc Acer Nitro 5. Nên anh em muốn cho chiếc máy có hiệu năng tản nhiệt tốt ấy, thì chúng ta phải đánh đổi là chiếc máy này có cái tiếng quạt sẽ hơi ầm ĩ hơn một chút. Và đây sẽ một điểm lưu ý nhỏ cho anh em quan tâm. Thêm một điểm nữa là anh em cũng hay quan tâm là thời lượng pin. Với cá nhân mình ấy, thì thời lượng pin sẽ không phải điểm quá quan trọng, nhưng với rất nhiều anh em đó lại là điểm quan trọng. Tại vì là anh em phải mang theo một cục sạc rất là nặng và anh em không muốn mang theo cục sạc đấy. Anh em đòi hỏi chúng ta thêm một chiếc laptop gaming nhưng mà có thời lượng pin tốt hơn một chút. Thì với màn hình 60Hz thì chiếc Acer Nitro 5 này có thời lượng pin nhỉnh hơn một chút vào tầm 3 tiếng. Còn chiếc IdeaPad Gaming 3 này mình test qua được khoảng là 2 tiếng rưỡi đến 2 tiếng 15 phút. Yếu hơn một chút thôi, nhưng mà nói chung là yếu hơn thì nó vẫn là yếu hơn rồi. Thế nên là về thời lượng pin ấy thì mình sẽ nhỉnh hơn cho chiếc Acer Nitro 5 2020 này một điểm nhá. Ngoài về thời lượng pin của hai chiếc máy ra thì khả năng nâng cấp vẫn là điểm mà anh em cũng rất là quan tâm với một chiếc laptop nói chung. Thì IdeaPad Gaming 3 và Acer Nitro 5 đều có khả năng nâng cấp là tương đương nhau. Nhưng mà chiếc IdeaPad Gaming 3 này anh em sẽ phải nâng cấp một SSD loại ngắn là loại 230. Còn với Acer Nitro 5 thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp hai khe M2 NVMe loại full size luôn, sẽ tương đối là tiện hơn cho anh em. Thế nên là trong khả năng nâng cấp này mình nghĩ là một điểm nhỉnh hơn nhỏ so với cả chiếc IdeaPad Gaming 3, một điểm sẽ dành cho chiếc Acer Nitro 5 này nhé. Quay lại với phần bên ngoài của hai chiếc laptop gaming này. Mặc dù là hai chiếc laptop gaming ở phân khúc giá phổ thông, giá để nhiều người tiếp cận, nhưng mà hai chiếc máy này đều có một thiết kế theo mình đánh giá là tương đối là đẹp và bắt mắt. Với chiếc IdeaPad Gaming 3 này, chúng ta có một chiếc máy có góc cạnh cũng rất là tương đồng với so với cả chiếc Acer Nitro 5. Nhưng mà tông màu máy sử dụng chủ yếu là tông xanh, nhìn nó nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Với chiếc Acer Nitro 5 này nhìn hầm hố và gaming tương đối rất nhiều, khi mà chúng ta có những cái họa tiết màu đỏ như là khe gió tản nhiệt, hay là bàn phím hay là touchpad của máy cũng được trang bị màu đỏ. Về ngôn ngữ thiết kế của hai máy này thì mình sẽ để cho anh em tự đánh giá đâu là chiếc máy có thiết kế đẹp hơn. Còn với cá nhân mình sẽ nghiêng cho cái chiết lý thiết kế của chiếc IdeaPad Gaming 3 này. Mình thích cái sự nhẹ nhàng mà chiếc máy này mang lại. Về cái hoàn thiện và tính di động hóa chiếc máy này thì đầu tiên mình muốn nhấn mạnh là chiếc máy này đều có chất liệu hoàn thiện bằng từ nhựa hết, 100% từ nhựa. Nhưng về độ cứng cáp của khung máy thì mình sẽ đánh giá chiếc IdeaPad Gaming 3 này nhỉnh hơn một chút, tại vì là khung máy sờ chắc chắn hơn, ít flex hơn so với cả chiếc Acer Nitro 5. Và cái bản lề của hai chiếc máy này mình lại khá bất ngờ khi mà chiếc Acer Nitro 5 thì cho cảm giác là gập mở chắc chắn hơn, thoải mái hơn. Còn với chiếc IdeaPad Gaming 3 thì lại hơi rung rinh một chút, tại vì là kiểu bản lề của Acer, là chiếc IdeaPad Gaming 3 này họ làm là kiểu chính giữa, thế nên là nó hơi rung lắc hơn một chút trong quá trình sử dụng. Thế nên là về độ chắc chắn thì mình nghĩ là hai chiếc máy này có thể gọi là hòa nhau. Bề mặt của hai chiếc máy này cũng được hoàn thiện kiểu nhẵn, sờ và cảm giác tương đối là cao cấp và thoải mái trong quá trình mình sử dụng. Bù lại thì với kiểu hoàn thiện nhẵn này thì cả hai máy đều để lại khá nhiều hôn vân tay, và nếu anh em nào không thích cái kiểu hoàn thiện này thì mình nghĩ đây sẽ là điểm trừ của cả hai máy. Ngoài cái sự chắc chắn ra thì tính di động sao điểm anh em quan tâm. Như lúc nãy mình đã nói là hai chiếc máy này đều làm từ nhựa. Chiếc Acer Nitro 5 thì có cân nặng là khoảng 2,19 kg, còn chiếc IdeaPad Gaming 3 này là cân nặng là 2,2 kg. Và nếu mà mình đặt cạnh hai chiếc máy này ngang nhau này, anh em có thể thấy lần về độ dài của hai chiếc máy này thì đều giống hệt nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt lên thì chiếc IdeaPad Gaming 3 sẽ có phần nhỏ con hơn nếu mà chúng ta xét về bề ngang. Thế nên ấy, theo mình đánh giá là tính di động thì chiếc IdeaPad Gaming 3 này sẽ nhỉnh hơn một chút so với cả chiếc Acer Nitro 5. Và điểm lại về thiết kế của hai chiếc máy này thì chúng ta có một chiếc IdeaPad Gaming 3 nó nhìn hiền hậu hơn, nó thanh lịch hơn một chút. Và tính di động của chiếc máy này và độ cứng cáp khung máy thì mình đánh giá là tốt hơn so với cả chiếc Acer Nitro 5. Bù lại thì Acer Nitro 5 có một chiếc máy với thiết kế tương đối là đẹp, nhìn là hầm hố, cùng với đó là một chiếc máy có bản lề hoàn thiện rất là tốt. Thế nên là với ngôn ngữ của hai chiếc máy này nhá, về bên ngoài thì mình đánh giá là sẽ tùy anh em, còn với cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc IdeaPad Gaming 3 này. Về cổng kết nối của hai chiếc laptop gaming này thì chiếc Acer Nitro 5 theo mình đánh giá là làm tốt hơn, tại vì số lượng cổng kết nối USB-A cũng nhiều hơn, còn chúng ta có tới 3 cổng, trong khi là IdeaPad Gaming 3 chúng ta chỉ có 2 cổng thôi.
cùng đó là vị trí cổng nguồn của chiếc Acer Nitro 5 ấy, thì họ đặt ở phía sau, trong khi chiếc iPad Gaming 3 thì để cho máy nhìn nó lịch thiệp hơn, nhìn nó đỡ hầm hố hơn thì họ làm kiểu bản lề đơn mất rồi. Thế nên là chúng ta không có cổng nguồn ở phần sau này được, đúng không? Thế nên là một điểm cộng nho nhỏ cho chiếc Acer Nitro 5 này về khả năng kết nối ở bên ngoài, về cổng kết nối của chiếc máy này nhá. Về lúc nãy thì mình có đề cập về giá bán, cấu hình của hai chiếc máy này, thì mình có đề cập đến vấn đề là màn hình. Màn hình của chiếc iPad Gaming 3 chúng ta có màn hình là 120Hz này, độ phân giải Full HD này, tấm nền IPS. Và về phổ màu của chiếc màn hình này thì mình đánh giá ở mức trung bình, phù hợp với anh em chơi game hơn. Chúng ta có 64% sRGB, 48% Adobe RGB, độ sáng là 271 nit. Còn với chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 60Hz này thì chúng ta vẫn có phổ màu cũng tương đương với cả chiếc iPad Gaming 3. Chúng ta có 63% sRGB, 47% Adobe RGB và độ sáng là khoảng 265 nit. Nói chung là với việc là có tần số quét 120Hz và cái độ sáng nhỉnh hơn một chút thì mình đánh giá là chiếc iPad Gaming 3 này sẽ có một điểm nhỉnh hơn. Cùng với đó là cảm giác khi mà mình nhìn hai chiếc máy này thì chiếc Acer Nitro 5 có cảm giác hơi bị ám vàng một chút, còn chiếc iPad Gaming 3 thì lại có hơi bị ám xanh. Nói chung sẽ tùy vào cái mắt nhìn của anh em. Còn với cá nhân mình thì mình nghĩ là chiếc iPad Gaming 3 này là một điểm nhỉnh hơn trong cái vấn đề là chất lượng hiển thị của chiếc máy này. Ngoài màn hình ra thì có hai điểm mà chúng ta cũng rất là quan tâm và tiếp xúc rất nhiều với hai chiếc laptop gaming này sẽ là bàn phím và touchpad. Bàn phím của iPad Gaming 3 mình đã đánh giá rồi, nó được bê nguyên từ dòng sản phẩm Legend 5. Thế nên là cái hành trình phím này thực sự là chưa quá sâu nhá, nhưng mà độ nảy thì rất tốt. Hành trình phím gõ thì ở mức thoải mái, layout thì hợp lý. Trong khi chiếc Acer Nitro 5 cũng có hành trình phím sâu nhưng cảm giác lại chưa nảy bằng. Cả hai chiếc bàn phím này thì đều có đèn LED. Chiếc Acer Nitro 5 chúng ta có đèn LED màu đỏ, còn chiếc iPad Gaming 3 thì chúng ta có đèn LED màu xanh. Nhưng ở phiên bản cao cấp hơn thì với chiếc Nitro 5 này chúng ta có đèn LED RGB. Tổng kết lại về cái cảm giác gõ thì mình sẽ đánh giá chiếc iPad Gaming 3 này hơn, tại vì là mình thích cái cảm giác này của cái bàn phím này. Xét qua một chút về touchpad thì touchpad của chiếc iPad Gaming 3 và chiếc Acer Nitro 5 thì tương đương nhau. Chúng ta một chiếc máy, hai chiếc máy đều có bề mặt nhựa mịn, nhưng mà cảm giác tracking và cái độ mịn của trên chiếc iPad Gaming 3 lại làm nhỉnh hơn so với cả chiếc Acer Nitro 5. Thế nên về phần touchpad thì mình cũng nhỉnh hơn một điểm so với cả chiếc iPad Gaming 3 này. Cuối cùng là về loa. Loa là một công cụ giải trí rất là tốt trên những chiếc laptop. Thì với loa của hai chiếc máy này, với iPad thì chúng ta có loa Harman Kardon. Mặc dù hãng không ghi ở đây nhưng mình biết thừa là Harman Kardon luôn. Với chiếc Acer Nitro 5 thì chúng ta có DTS:X. Cả hai chiếc máy này đều có giải âm tương đương nhau. Giải bass thì không có, giải mid thì được đẩy lên. Sẽ giúp cho anh em nào chơi game muốn nghe tiếng súng, tiếng chân, tiếng cháy nổ nghe nó vui tai hơn thì cả hai chiếc máy này đều làm tốt. Bù lại thì chúng ta có một chiếc máy Acer Nitro 5 này ấy, thì cái lượng âm thanh nhiều hơn, thế nên là nghe tiếng nó rõ ràng, nó to hơn. Thế nên là một điểm nhỉnh hơn một chút so với cả chiếc iPad Gaming 3. Về loa, mình sẽ vote cho chiếc Acer Nitro 5 này một điểm. Và tổng kết lại về hai chiếc máy này, với iPad Gaming 3 chúng ta có gì? Một chiếc máy với thiết kế hiền hòa, hiền hậu này. Một chiếc máy có hiệu năng tương đối là tốt trong tầm tiền, cùng với đó là màn hình 120Hz tần số quét cao. Thì đây sẽ là những cái điểm mà ăn tiền của chiếc iPad Gaming 3. Nhưng nhìn qua với cả chiếc Acer Nitro 5 thì chúng ta một chiếc máy với tản nhiệt cực kỳ mát mẻ, không phải lo nghĩ gì về vấn đề tản nhiệt cả. Cùng với đó là một chiếc máy có thiết kế, triết lý rất là hầm hố, rất là thể thao, rất là gaming, và là một chiếc máy theo mình đánh giá là rất là toàn năng trong tầm tiền. Vậy thì anh em nghĩ sao? Với cá nhân mình nhé, mình sẽ lựa chọn chiếc iPad Gaming 3 này vì những cái điểm mà chiếc máy này có thể mang lại được. Đầu tiên là một chiếc máy có thiết kế chắc chắn và những cái điểm mà mình vừa nêu trên ở trên video rồi đấy. Và anh em nghĩ sao? Anh em có những ý kiến gì? Và liệu nếu là anh em thì anh em sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Thì hãy để phần ý kiến anh em dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo hai mẫu máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em thấy video này hữu ích, like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ. Và nếu anh em đang muốn so sánh chiếc máy nào thì có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì xin chào. Đó là tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.